Ok. Hôm nay thì theo yêu cầu của các bạn, tôi sẽ làm một cái video về về team dùng mưa. Mà nói thiệt là trước đó tôi cũng ăn hành một đống rồi đó. Tại vì dạo này giáo trường gặp toàn là Paradox, xong rồi Urshifu, xong rồi Chimpao, trời. Nói chung là có nhiêu đó làm hoài. Mà cũng nhờ đó ăn hành gặp mặt. Cho nên hôm nay tôi sẽ cố gắng sử dụng Ludicolo cùng với là Pelipper. Team mưa dạo này lép vế với team nắng quá. Tại có tụi Paradox á. À hôm nay còn có sự góp sức của Pippi. Đây là con kích cỡ lớn nhất luôn á. Ta da. Ghê chưa. Trời ơi nó bự. Cũng không bự lắm. Intiri tạo môi trường tâm linh. Thì không có xài chiêu ưu tiên được. Tao có chiêu ưu tiên nào đâu mà xài. Bình thường là tôi sẽ reflect để tăng phòng thủ vật lý. Nhưng mà thấy tụi này chắc là đánh theo hướng đặc biệt rồi. Cho nên là tôi sẽ Dazzling Gleam hết hai đứa luôn. Còn Gliscor thì cứ protect bình thường thôi. PP của tôi cầm theo Life Orb với lại là Magic Guard. Thì nó sẽ được tăng thêm 30% sức mạnh cho mỗi đòn đánh. Ui, tuổi. À, nó có Thought Spray. Coi PP đánh thử coi. Cũng tương đối. Lý do tôi cho PP ở đây là tôi cần một Pokemon kiểu phải trâu bò một chút, hỗ trợ tấn công một chút với lại hỗ trợ hồi máu. Nên hồi sức bằng Life Steal hay là Helping Hand ta? Cứ hồi sức bằng Life Steal đi. Ok. Rồi. Tôi muốn thử sức mạnh của Facade. Cũng tương đối thôi. Đau á. Ấy. Life Steal nó giống như là một cái trái Citrus Berry vậy đó. Hồi lại 25% lượng máu. Kick Room. Vậy thì nó đảo chiều tốc độ rồi. Vậy thì Clef Fable chắc sẽ đi trước. Nãy lên Clef Fable đi cái cuối cùng mà. Con này thì cứ protect thôi. Theo tôi tính toán thì Clef Fable sẽ đi trước. Đi trước đúng không? À. Ok. Thế thì thứ nhì bay ơi. Sám hối đi. Ủa. Hình như lúc nãy nó có dựng reflect rồi nên mới lì vậy đó chứ. Một phát nữa là tụi này đi luôn. Tụi này chỉ lo đến Gliscor thôi, đâu lo con Clefable đâu. Bay bậy rồi. Xử có Indeedee cái coi. Ủa mà khoan, mình đang bị Trick Room mà đúng không ta? Rồi. Tạm biệt Gliscor. Nhưng không sao. Một đổi hai cưng. Hi-ya! Bye bye. Cũng lời đó. Rồi bây giờ là Pelipper ra nè. Tôi sẽ cho Pelipper đi chung nhé. Thích cha Toco. Ủa vậy đứa nào set up trời trước ta? Trời ơi, còn Amarus nữa. Oh my god. Wow. Ủa? Sao mình set up được trời thời tiết trước ta? Chắc ông bà thương á. Bây giờ làm sao đây? Dùng hệ tiên đánh hai hệ lửa là không thông minh. Hay là tôi hồi phục máu ta? Ừ, chắc là nên hồi máu. Không được.
Thôi cứ xử con Amarus đi. Phải xử cho bằng được, hình như là Trick Room vẫn đang còn đúng không? Vậy chắc con Pelipper sẽ đi trước. Xử nó liền. Xử lẹ, trời sắp ngủ rồi. Xử nó đi. Hey. Rồi xong. Xin hai đứa phải sống nha. Tôi nghĩ nếu tôi Dazzling Gleam một cái thì con Amarus nó cũng sẽ chết. Ừ. Xong rồi, tự bảo vệ mình đi cưng. Bảo vệ, tự bảo vệ mình đi. Còn lâu. Hãy xem ta đây. Chưa thì âm mơ đi bóp mấy hồn. Bye bye. Ủa, tính ra là trận này chưa có xài team mưa luôn á. Nãy giờ mới xài có Clefable à. Tụi này cũng ý y nữa. Ổng sửa Clefable trước. Nhìn sao ta? Em muốn kéo dài trận đấu để xài Ludicolo hả? Sao mà cứ lấy đá chọi trứng vậy ta? Mà hơn là trận này không có con nào tốc độ cao lắm. Còn tốc độ thấp không à. Chứ mà gặp mấy con tốc độ cao thì Clefable đi nãy giờ rồi. Thôi thì cứ hồi máu tiếp đi. Mithyper tỉnh đi cưng. Dọn dẹp này liền một lần đi cưng. Nó chưa tỉnh luôn bay ơi. Rồi nó ru ngủ con này rồi, thôi phải cho Ludicolo ra thôi cho lẹ. Ủa hình như bấm lộn đó, hồi máu nè. Xong rồi Ludicolo ra đi cưng, xử con này một lần cuối cho anh. Rồi xong mình đi ngủ nè. Không gì hết, không sao hết. Trick Room cũng hết tác dụng rồi. Bây giờ anh là nhanh nhất ở đây. Đau đó. Nhưng không sao. Ngủ đi, để anh lo. Giờ hãy xem sức mạnh của quả cầu thời tiết đây. Yo. Rồi, bạn đã suy nghĩ rồi. Đối phương bắt đầu suy nghĩ rồi. Làm được gì nữa đâu, cưng ơi. Tôi vẫn thắc mắc tại sao Pelipper. Tôi vẫn thắc mắc tại sao con Pelipper lại đè được thời tiết của Toco ta. Tôi cũng nhớ là tôi cho tốc độ con Pelipper chậm lắm nhưng mà cũng đâu chậm tới mức đó. Mấy bạn có biết tại sao, nói cho mình biết chứ, chứ mình cái này là mình bí rồi đó. Trời coi coi kìa, trời ơi. Coi đội hình tụi này nè trời. Flutterman đồ ha. Regieleki đồ ha. Sao tôi chơi, sao tôi có cảm giác không được hay ho cho lắm. Người ta có Urshifu đồ nữa. Chắc nên chọn Annihilate. Trời ơi. Đâu, trời có Iron Valiant nữa tụi này. Thấy không? Gặp toàn mấy con này không à. Mà biết sao được. Tụi này không đánh tụi này sao mà lên hạng cao được. Kiểu chiến trường mà thấy gặp mấy con này gặp hoài thấy cũng hơi chán.
nên tôi ráng xài mấy con mà ít có người xài. Tuy nhiên thì không đủ trình cho nên là đánh mấy con đó thì dễ thua lắm, thua hoài à. Gặp mấy con kiểu này là thua hoài à. Paradox đồ nè, Urshifu đồ nè. Mà tôi đã thử khá nhiều cách. Trong đó thì Ludicolo nếu mà được set up đủ điều kiện thì có thể hạ được Flutterman á. Hy vọng là làm được. Trời ơi, mới ra chơi Urshifu rồi. Rồi con biết con Salazzo đó ra để làm gì luôn á. Để nó xử con heo hồng của tôi. Không được. Hay xử con Urshifu ta. Thôi, cỡ nào nó cũng xử được con heo hồng của tôi à. Cho nên là tôi sẽ tăng tốc độ bằng Tailwind trước. Còn chắc là phải hy sinh heo hồng rồi. Tôi có cảm giác vậy. Xe ra con Salazzo chắc luôn. Chứ gì nữa. Rồi chỉnh biệt heo hồng. Trận trước em là ác chủ bài, trận này em là một con tốt. Đời mà. Nhưng mà tôi nói chắc sẽ bỏ qua con Belipper. Sống đi, vĩnh biệt. Không sao, nhờ bạn mà set up được tốc độ. Phải nhanh hơn thì mới sống được. Trời ơi, còn dính độc nữa. Có cái su cà na nào dữ vậy không trời. Cỡ này thì phải giết con Urshifu trước khi mà con Belipper chết mới được. Hãy nhớ về quá khứ đi. Hồi tưởng đi. Để mà có thể sống tiếp. Mày giết con heo hồng của tao thì mày đừng nghĩ tao cho mày yên. Nghe coi. Tôi nghĩ là tốc độ của tôi bây giờ có thể out được con Urshifu chứ ta. Chắc là out speed được con Urshifu chứ ta. Hay xử con Salazzo. Thôi xử con Urshifu. Còn này thì để tao cho mày thấy sức mạnh thật sự của tao. Tại là giấu kín bấy lâu nay. Trăn trối gì không cưng. Bắt đầu sợ rồi chứ gì. Bắt đầu suy nghĩ rồi chứ gì. Dám giết em heo hồng của tao hả mày. Nhờ có đặc tính Speed Swim mà tôi đi trước. Tới thời mày rồi con ơi. Đụng ai không đụng, đụng trúng con cưng của anh. Dính biệt. Bây giờ là còn con Urshifu. Tôi vẫn hy vọng là con Belipper nhanh hơn con Urshifu nha. Mà nó có chậm hơn nó cũng đâu có làm gì được đâu. Haha. Đánh trước rồi bây ơi. Đã sám hối chưa. Ủa hình như con Urshifu đó dạng này nước hả. Sao nó không xài Surging Strike ta. À, con Belipper vẫn còn chín độc nha. Nhưng mà nó cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Suy nghĩ liền, suy tư liền. Bên kia bí đường liền. Bí chưa. Giờ sao, giờ sao. Trời ơi, Iron Valiant. Bởi ta nói đừng gáy sớm mà. Xong con gì nữa vậy. Ôi, Vitamin. Má ơi, hai con Paradox này kinh khủng. Còn có Booster Energy nữa à. Giờ làm sao ta. Nếu mà đúng theo tính toán của tôi á thì Ludicolo sẽ xử được. Hy vọng là không có biến số gì nha. Xử Flutterman này mới được. Theo tôi có tính á, thì tốc độ trong trời mưa của Ludicolo nó còn cao hơn cả Dragapo nữa. Nhưng mà thực tế ai biết được. Hết sức mình đi cưng, hết sức mình đi cưng. Ê, nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn. Đừng có coi thường Ludicolo. Thấy yeah. Tay bắn bi cử phách. Thấy chưa. Woohoo. Bây giờ cả trăm trận thua tôi mới làm được trò đó đó. Sau cái chục lần thua mấy con này. Không sao cả, không sao cả. Flutterman này còn outspeed được thì Iron Valiant đã là gì. Giờ thì một lần nữa nè. Trời ơi, một lần đánh bại được Paradox sẽ đã quá. Lâu lâu mới được vậy á chứ. Sao suy nghĩ lâu vậy cưng? Rồi, nó bỏ cuộc rồi. Nói chung là hên là mình thắng trận này. Và đó là sức mạnh của team mưa ngày hôm nay.
Thông tin của đội hình tôi sẽ để phía bên dưới. Cho bạn nào muốn tham khảo thì tham khảo ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những trận đánh sau. Bye.